Nguyên đán đang rất cận kề, chỉ còn vài tuần nữa là bước sang năm mới với vô vàn những điều mới mẻ và hứng khởi đang chào đón. Chuẩn bị đón năm mới với diện mạo duyên dáng và nổi bật nhất, nhiều cô nàng cũng quyết định ép năm mái tóc của mình. Với những nàng tóc dài thì vốn có vô số lựa chọn khi đi làm tóc, vậy còn những nàng tóc ngắn thì sao? Hãy cùng Blog Đẹp đi khám phá top các kiểu tóc đẹp năm 2021 dành cho phái nữ không thể bỏ lỡ để tìm được kiểu tóc phù hợp nhất với mình bạn nha. 1. Tóc dài tỉa layer. Tóc dài tỉa layer không phải là kiểu tóc xa lạ trong giới làm đẹp và rất được phái đẹp ưa chuộng, mà tóc dài tỉa layer giúp tạo nên hiệu ứng tầng lớp bồng bềnh cho mái tóc của bạn, một diện mạo rạng ngời và nổi bật. Hai, tóc ngang vai giữa thẳng. Mái tóc ngang vai giữa thẳng được các chị em yêu ái lựa chọn bởi rất nhiều ưu điểm nổi bật. Những lọn tóc dài ngang vai được duỗi thẳng một cách tự nhiên, dễ tạo kiểu và dễ chăm sóc. Bên cạnh đó, lựa chọn thêm một chút màu sắc để tô điểm phần cá tính hơn nữa nha. 3. Tóc tém. Kiểu tóc ngắn gọn gàng xinh xắn này sẽ giúp bạn trẻ già đến cả chục tuổi đấy. Phần tóc tém được cắt gọn gàng còn khiến cho người diện thêm vài phần lạnh lùng, sang chảnh đó nha. 4. Tóc uốn lọn to. Tóc uốn lọn to đang là xu hướng ở Hàn Quốc và hiện nay cũng được rất nhiều bạn trẻ Việt Nam yêu thích lựa chọn. Vì kiểu tóc này cực kỳ nịnh mặt tròn, có tác dụng làm mặt thon, còn tạo cảm giác nâng cơ mặt rất tốt nữa. 5. Tóc uốn cụp. Tóc uốn cụp là một kiểu tóc đẹp cho nữ vô cùng nữ tính, với phần đuôi uốn nhẹ ôm lấy gương mặt, tạo cảm giác mềm mại, khiến gương mặt thon nhỏ hơn. Với kiểu tóc này thì các chị em có thể để tóc mái hoặc là không thì vẫn đẹp, nữ tính và ghi điểm trọn vẹn. Nhưng đừng quên dưỡng tóc kỹ lưỡng để tóc luôn mềm mượt, tơi bồng bạn nhé. 6. Tóc dài uốn xoăn nhẹ nhàng. Đây là kiểu tóc đơn giản, cơ bản nhưng không bao giờ lỗi mốt. Nàng nào diện lên cũng xinh xắn, nữ tính hơn vài phần. Kiểu tóc này còn tạo cảm giác mái tóc trong dày và suôn mượt hơn. 7. Tóc hime. Bắt đầu từ gái Nhật đến nay thì kiểu tóc hime với phần mái hai bên được cắt ngắn đang ngày càng trở nên phổ biến và được rất nhiều cô gái cắt theo trong năm 2021 này. Phần mái hai bên ôm lấy gương mặt tạo cảm giác thêm phần ngọt ngào, nữ tính. Còn nếu để thẳng thì lại tạo cảm giác lạnh lùng, cá tính. 8. Tóc dài xoăn sóng nước. Những lọn tóc uốn xoăn sóng nước có độ bồng bềnh, bông xù, tạo nên vẻ trẻ trung, cá tính cho người diện. Với kiểu tóc đẹp cho nữ này thì bạn nên nhuộm màu tóc sáng để tạo vẻ trẻ trung và thu hút. 9. Tóc lốp. Tóc lốp thường dài đến khoảng quá vai. Đây là kiểu tóc khá an toàn, dễ diện và hợp với nhiều kiểu dáng gương mặt. Để ép năm mái tóc cho năm 2021 này thì bạn có thể để tóc lốp nhưng biến tấu ở việc cắt tóc layer, uốn xoăn nhẹ hoặc là cắt tóc mái. 10. Tóc bốp. Tóc bốp cũng là kiểu tóc được rất nhiều cô nàng trẻ trung yêu thích. Kiểu tóc này không đòi hỏi tạo hình quá phức tạp, mà có thể uốn xoăn, cắt layer hay là đánh rối cũng đều hợp, và thậm chí còn thêm phần thu hút vì nét phóng khoáng, bất quy tắc của những lọn tóc ngắn buông lơi. 11. Tóc ngắn tỉa layer. Nếu như tóc bốp mang đến vẻ thanh lịch, chững chạc, thì tóc ngắn tỉa layer lại mang hơi hướng trẻ trung, đầy phóng khoáng. Tóc ngắn tỉa layer không hề kén mặt, độ sống động, phần đuôi nhọn của mái tóc, còn tạo hiệu ứng cho khuôn cằm của bạn trông thon gọn hơn. 12. Tóc mái bằng. Sau một thời gian dài bị tóc mái thưa lấn lướt, thì gần đây kiểu tóc mái bằng cũng đã lấy lại được sức hút ngày nào. Ưu điểm của tóc mái bằng là giúp hách tuổi cực đỉnh, tạo vẻ trẻ trung và dễ thương. 13. Tóc uốn ngang xương quai xanh hướng ra ngoài.
kiểu tóc uốn đuôi vảnh ngược ra ngoài đã hot từ năm ngoái đến nay, là kiểu tóc đẹp mà các nàng mê tít. Vì chúng sẽ giúp bạn che khéo phần xương hàm và má, phù hợp với người mà có khuôn mặt tròn và vuông đó nha. Tóc xoăn sóng nhỏ retro. Từng lọn tóc được uốn xoăn theo dáng gợn sóng nhỏ ngay từ chân tóc, tạo nên vẻ bồng bềnh, làm mềm mại đi những nét góc cạnh của gương mặt. Cứ ngỡ tóc uốn sóng nhỏ sẽ giả chát chúa, thế nhưng kiểu tóc xoăn này lại là cao thủ trong khoảng hết tuổi, mang đến cho bạn vẻ ngoài ngọt ngào và lãng mạn. 15. Tóc xoăn trái lê. Sở dĩ kiểu tóc này có tên gọi như vậy là vì đặc trưng của nó có độ phồng ở phần đuôi, khiến mái tóc có hình dáng tựa như trái lê vậy. Kiểu xoăn trái lê thì phù hợp nhất với mái tóc có độ dài trên vai hoặc là chớm ngang mang tai. Những lọn tóc xoăn được uốn lộn xộn, tạo vẻ messy rất quyến rũ và sang chảnh. 15. Các nàng đã chọn được cho mình kiểu tóc phù hợp trong danh sách các kiểu tóc đẹp năm 2021 dành cho phái nữ không thể bỏ lỡ mà blog đẹp vừa chia sẻ trên đây đúng không nào? Các nàng còn chần chờ gì nữa mà không làm mới hình ảnh của bản thân mình, chào đón một năm 2021 tươi mới và thật rạng ngời nhỉ? Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Các bạn thấy những thông tin làm đẹp mà blog đẹp vừa cung cấp như thế nào? Có thể để lại bình luận bên dưới để chia sẻ nha. Còn bây giờ thì đừng quên nhấn like, share và theo dõi ủng hộ kênh. Các bạn có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần nhấn vào video bên trái và bên phải của màn hình nhé.